Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn lao động. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân bị tai nạn lao động là lao động tự do, không trang bị an toàn bảo hộ khi làm việc. Anh Hiếu làm công nhân ép cọc bê tông. Vừa qua, đang trong quá trình thi công thì dây cáp bị đứt. Anh không kịp né nên bị thanh bê tông đập vào tay, dập nát toàn bộ bàn tay phải. May mắn là anh đã được cấp cứu phẫu thuật kịp thời để bảo tồn được bàn tay. Vào đây thì các bác sĩ phẫu thuật luôn, thì bây giờ cũng bảo vệ được cái bàn tay, không thì cũng bị gọi như kiểu là tháo khớp. Các bác sĩ tận tình chăm sóc cũng đỡ. Trung bình mỗi tháng, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 4 bệnh nhân bị chấn thương do tai nạn lao động. Tổng số từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận điều trị cho trên 30 ca tai nạn lao động như ngã giàn giáo, đổ tường, máy cưa, máy cày. Nhiều người lao động trong số đó không trang bị bảo hộ lao động. Bác này là bác cái chuyên bắt tời đấy, nhưng mà cái đấy thì không có trước được, nó không may thì không, cái đấy thì mình biết sao được. Ngã từ tầng 3 ngã xuống, sợ quá thì chỉ có gọi xe cấp cứu cho vào bệnh viện luôn. Thường xuyên là có bệnh nhân tai nạn lao động vào đây, thì có thể là do các bệnh nhân liên quan đến làm công trường, đặc biệt những cái mùa nắng nóng, hoặc là những cái trường hợp mà làm các cái máy móc, các cái nhà máy mà các cái bảo hộ lao động nó còn hạn chế, hoặc các bệnh nhân không tuân thủ thì nó có thể nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Tai nạn lao động có thể chỉ gây chấn thương nhẹ, song cũng có những trường hợp nặng không bảo tồn được tay, chân, mất khả năng lao động. Có người phải sống thực vật suốt đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Người lao động nên tuân thủ các cái quy trình an toàn lao động, sử dụng các cái trang bị bảo hộ lao động đầy đủ thì làm giảm thiểu cái nguy cơ ra tai nạn lao động, tuân thủ các cái an toàn lao động.